Hay nhỉ, nó dưới đất nó chín rồi, nó cắt ra thành đoạn một xong nó lại chín nhỉ. Có đầu, có răng này anh ấy. Đấy, có răng này. Ừ. Đấy, nó chở hai cái răng. Nhìn qua cái ảnh sợ lắm. Ngoài ra mặt nhiều côn trùng. Côn trùng dưới đất là gì nhỉ? Bọn này đi công trình cái sao nhỉ? Thế mặc áo đi rồi mũ bảo hiểm đi hết. Đi công trình. Chú có biết cưng béo hay là ai, em có biết cưng béo ừ. Lời gì không biết.